Sau thời gian chờ đợi thì cuối cùng em nó cũng đã đến và đã gương cũng như tôi mong muốn và cho các bạn xem. Thì bây giờ em sẽ thả nó nha các bạn, thả nó về với thiên nhiên. Cảm ơn mày đã tới ủng hộ kênh kênh YouTube của tao. Bé đi và mang chúng lớn cho mày.